Chào mọi người, trước mặt mọi người đang là anh khách hàng vừa mới trang bị cho chiếc xe của mình, chiếc camera hành trình Vision N97X. Chào anh, anh có thể giới thiệu cho mọi người biết về bản thân mình được không ạ? Anh tên Đạt, anh đang ở quận 2 Sài Gòn. Dạ, thì anh cho em hỏi là anh dựa vào đâu mà anh có thể biết đến cái thương hiệu camera hành trình Vision ạ? Thì anh có nhu cầu lắp cái camera hành trình lên Internet anh sợ. Nói chung là có rất nhiều loại trên thị trường, nhưng mà anh muốn có một cái loại mà màn hình lớn, nó tích hợp nhiều tính năng. Thì anh nhìn thấy bên Vision nó có một số cái camera hành trình mà có cái màn hình lớn, thì đấy là hợp với nhu cầu của anh. Thế là anh phân vân rất nhiều loại. Dạ, thì như lúc nãy thì anh đang phân vân giữa hai sản phẩm là A69 và N93X. Thì lý do nào anh đã quyết định lắp đặt cho chiếc xe của mình mẫu N97X ạ? Thì hai cái mẫu này anh thấy nó màn hình thì gần như nhau, và kích thước hiển thị thì giống nhau, nhưng mà tuy nhiên cái phần 93X này thì nó lại có cái hơn là cái RAM 2GB. Thì anh rất thích cái cấu hình nó mạnh, để sau này máy mà mình có nâng cấp, cái phần mềm mình có nâng cấp thì cái máy mình nó vẫn đủ cái dung lượng chạy mượt mà nhẹ. Còn thằng 69 thì nó lại có cái lợi thế hơn là có hai cái chân đế. Nhưng tuy nhiên thì theo cái yêu cầu của anh thì anh không cần gắn cái kính chắn gió, anh chỉ cần để trên nắp thôi. Nên là anh quyết định anh chọn thằng N93X. Dạ. Sau khi đặt mua sản phẩm thì anh có thắc mắc về việc nhân viên kỹ thuật của bên em sẽ lắp đặt và đi đường dây như thế nào, có đảm bảo vào thẩm mỹ xe của anh hay không? Thì sau khi nhân viên của em lắp đặt thì anh có hài lòng không ạ? Thì trong quá trình anh thấy là cái nhân viên của bên Vision thì rất là nhiệt tình, hẹn đến hẹn đúng giờ và tư vấn cho anh rất kỹ để anh chọn đúng sản phẩm của anh. Và cái quá trình lắp đặt thì các em cũng tương đối kỹ càng, anh rất là hài lòng trong quá trình mà anh đang làm. Dạ, nếu như mà người thân hay là bạn bè của anh có nhu cầu lắp đặt camera hành trình trên ô tô thì anh có sẵn sàng giới thiệu về sản phẩm của Vision không ạ? Anh nghĩ là chắc chắn, tại vì thực ra đối với cái giá thành của cái sản phẩm này so với một số cái sản phẩm khác thì theo anh thì nó cũng không chênh lệch nhiều, mà cái tính năng của nó hiện giờ vẫn là tốt nhất trên thị trường, nó đáp ứng được khá nhiều nhu cầu của bản thân anh nghĩ là cũng như là nhiều người khác. Anh sẽ chắc chắn anh sẽ giới thiệu với ai có nhu cầu lắp đặt cái camera hành trình. Dạ, cảm ơn anh đã lựa chọn và ủng hộ thương hiệu camera hành trình Vision. Chúc anh có những chuyến đi thật an toàn trên chiếc xe của mình. Okay. Và có những trải nghiệm thật tốt cho sản phẩm N93X. Ok, cảm ơn em. Dạ. Bye bye.